Xin giới thiệu với quý hội viên, đây là máy đạp xe thuộc hệ thống tập luyện cardio hay còn gọi là hệ thống tập luyện tim phổi. Ưu điểm của bài tập này đó là động tác đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi tình trạng sức khỏe, đặc biệt là những hội viên có vấn đề về khớp gối không thể sử dụng máy chạy bộ thông thường. Bài tập này tác động vào toàn bộ phần đùi, mông, vùng cơ trọng tâm cũng như là phần tay, giúp săn chắc các vùng cơ này, đồng thời đốt cháy rất nhiều năng lượng lên tới 250 calo trong 30 phút, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bài tập này có thể sử dụng để làm nóng cơ thể, tăng cường nhịp tim trước khi bắt đầu vào buổi tập luyện chính, hoặc trở thành bài tập kết hợp trong buổi tập cardio. Điều quan trọng nhất trong bài tập đạp xe này đó chính là điều chỉnh vị trí ngồi cũng như là vị trí tay cầm sao cho phù hợp với chiều cao cơ thể. Đầu tiên là vị trí yên xe, chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho ngang với phần hông. Siết chặt. Điều chỉnh khoảng cách từ yên cho tới phần tay cầm bằng với lại chiều dài khuỷu tay. Phần tay cầm và phần yên xe sẽ ngang bằng với nhau. Đây là phần kháng lực. Xoay về cùng chiều kim đồng hồ sẽ tăng độ nặng, khiến cho việc đạp trở nên thử thách hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ nhả độ kháng lực ra, khiến cho việc đạp nhẹ hơn và dễ thực hiện hơn. Để bắt đầu đạp, đầu tiên đặt một chân vào bàn đạp, tay cầm nắm chắc phần tay vịn, nhấc người lên, đặt chân còn lại vào bàn đạp, hai tay duỗi thẳng, giữ thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hơi nghiêng người về phía trước. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình 4 động tác chính, đó là đạp, kéo, nâng và đẩy. Đến khi có thể chuyển động một cách bình thường. Lưu ý luôn giữ cho tay thẳng, lưng thẳng và hai chân song song trong suốt quá trình thực hiện bài tập. Tránh mở chân quá to hoặc khép quá hẹp, rất dễ gây ra chấn thương. Để dừng khẩn cấp, nhấn thanh màu đen. Để làm nóng cơ thể, tăng cường nhịp tim trước khi vào tập luyện, thực hiện bài tập trong vòng 10 phút. Để kết hợp với buổi tập cardio, thực hiện bài tập từ 30 phút trở lên. Để được hướng dẫn chi tiết hơn hoặc cảm thấy đau bất thường khi thực hiện bài tập, đừng ngần ngại liên hệ với huấn luyện viên để được hỗ trợ. Cảm ơn quý hội viên đã theo dõi. Chúc quý hội viên tập luyện an toàn và hiệu quả.